Phạm Hương dẫn đầu bảng xếp hạng nhan sắc của Hoa hậu Hoàn vũ. Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa đăng trên trang Missosology, Phạm Hương leo lên vị trí số 1. Chuyên gia sắc đẹp nhận xét, Phạm Hương đang là thí sinh được yêu thích nhất. Mọi người không ngừng nói về cô ấy và đưa cô ấy vào các danh sách bầu chọn của họ. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là thí sinh tốt nhất đến từ châu Á, cũng như Việt Nam. Trong lịch sử Miss Universe, họ thậm chí còn gọi cô ấy là Honey Lee thứ hai. Sau loạt ảnh nghệ thuật, chân dung và bikini được công bố, Phạm Hương đã vượt qua những đối thủ sáng giá khác như người đẹp Pháp, Colombia, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Thái Lan. Trong dự đoán top 15 còn có thí sinh Nhật Bản, Australia, Serbia, Philippines, Israel, Thụy Điển và Jamaica. Bảng xếp hạng Official Hot Pick của Missosology liên tục thay đổi trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Phạm Hương lọt vào top 3 ngay tại lần bình chọn đầu tiên và ngày càng được đánh giá cao hơn bởi nhan sắc lộng lẫy cũng như cách cô tỏa sáng ở Miss Universe. Mới đây, chuyên gia sắc đẹp của trang web này cũng bầu chọn Phạm Hương dẫn đầu danh sách thí sinh mặc bikini đẹp nhất. Bức ảnh áo tắm của Phạm Hương được nhận xét là hoàn hảo từ dáng đứng, điệu cảm gương mặt tới đường cong hình thể. Họ khẳng định chưa từng thấy ứng viên của Việt Nam nào xuất sắc như Phạm Hương tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Phạm Hương gây sốt khi hát Dạ cổ Hoài Lang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Mới đây, Phạm Hương tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thể hiện ca khúc Dạ cổ Hoài Lang trong phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Trước đó, Phạm Hương không hề tiết lộ gì về việc tham dự phần thi tài năng. Thậm chí nhiều người nghĩ rằng nếu thể hiện phần thi này thì Phạm Hương sẽ trình diễn tài năng nhảy múa. Đây là phần thi không bắt buộc nhưng đánh giá sự tích cực của thí sinh. Phạm Hương cho biết cô đã ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Trên trang cá nhân, Phạm Hương cũng gửi lời cảm ơn tới nghệ sĩ Ngọc Dao, người đã hướng dẫn cô hát ca khúc Đơn ca tài tử này. Trong khi đó, bà trùm Hoa hậu Irene Nguyen dành những lời khen ngợi cho Phạm Hương và nhận xét đại diện Việt Nam tỏa ra hào quang của một Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra điểm yếu của Phạm Hương là khả năng tiếng Anh.